Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Tình báo Mỹ nói Kim Jong-un sau khi phẫu thuật không qua đời thì cũng tàn phế suốt đời Về tin tức sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên nguy kịch sau khi trải qua ca phẫu thuật gần đây Hàn Quốc và chính quyền Trung Quốc cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy mạng sống của Kim Jong-un bị nguy hiểm Tuy nhiên, một số kênh truyền thông của Hoa Kỳ tiết lộ rằng tình báo Hoa Kỳ cho biết Kim Jong Un gần đây đã trải qua phẫu thuật tim mạch và ngay cả khi ông được cứu sống thì cũng khó có thể được trở lại bình thường và có thể sẽ bị tàn phế suốt đời. Tin tức từ CNBC dẫn lời của quan chức Hoa Kỳ nói rằng tình báo Hoa Kỳ cho biết lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vừa trải qua phẫu thuật tim mạch. Và ngay cả khi ông có thể được cứu sống thì vẫn có thể bị tàn phế suốt đời và mất khả năng hoạt động thân thể. Thời báo Gendai Business của Nhật Bản hôm 24 tháng 4 có bài viết cho biết khả năng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang phải sống thực vật sau một cơn đầu tim. Thời báo Gendai Business Trích dẫn nguồn tin từ một bác sĩ Trung Quốc tiết lộ rằng Bình Nhưỡng đã kêu gọi Bắc Kinh giúp cứu chữa cho ông Kim Jong-un. Chính quyền Trung Quốc lập tức cử một đoàn nhân viên y tế gần 50 người cùng với các thiết bị tới Bình Nhưỡng bằng chuyên cơ. Trong khi đó có các bác sĩ từ Bệnh viện Tìm Mạch Quốc gia Trung Quốc và Bệnh viện Quân y 301. Tuy nhiên, trước khi đoàn hỗ trợ của Trung Quốc tới nơi, các bác sĩ ở Bình Nhưỡng đã buộc phải phẫu thuật khẩn cấp cho ông Kim Jong-un để đặt stent vào trong tim. Nguồn tin cho biết người bác sĩ phẫu thuật cho ông Kim Jong-un là một bác sĩ giỏi từng được đào tạo tại Trung Quốc. Phẫu thuật đặt stent vào tim không phải là một cuộc phẫu thuật quá khó khăn. Việc đặt stent vào mạch máu quan trọng nhất có thể được hoàn thành trong khoảng một phút nguồn tin nói với Sendai. Tuy nhiên, vị bác sĩ này, vị bác sĩ phẫu thuật rất lo lắng, tay ông run rẩy. Hơn nữa ông không có kinh nghiệm phẫu thuật cho người béo phì như Kim Jong Un. Vì vậy, ông ấy đã mất tới 8 phút. Nguồn tin cho hay sau đó ông chủ tịch Kim Jong Un trở thành người thực vật. Các bác sĩ Trung Quốc đã đến khám cho ông ấy nhưng không thể làm gì được hơn nữa. Cuối bài báo Zenday Business bình luận thật khó tin nhưng nếu lời kể của một vị quan chức y tế Trung Quốc là sự thật thì sự kết thúc đời sống chính trị của nhà độc tài sẽ quả là khủng khiếp. Bài báo của hãng tin Nhật Bản nêu trên đặt ra nghi vấn mới nhất về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un. Hiện chưa có thông tin thêm để xác nhận báo cáo của Zendai. Truyền thông của Hàn Quốc Daily North Korea dẫn lời của nguồn tin nội bộ từ Triều Tiên nói rằng Kim Jong-un đã trải qua ca phẫu thuật tim mạch vào ngày 12 tháng 4 tại trung tâm điều trị Senghen, nơi dành riêng cho việc điều trị của gia tộc họ Kim. Vào ngày 20 tháng 4, truyền thông Mỹ CNN dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ nói rằng sau khi trải qua ca phẫu thuật tim, Kim Jong-un đang gặp nguy hiểm một người khác trong chính phủ mỹ nói rằng kim jong un có vấn đề về sức khỏe bài báo nói rằng hoa kỳ thu được thông tin từ tình báo cho thấy kim jong un bị biến chứng sau ca phẫu thuật tim và nguy hiểm đến tính mạng tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng thông tin của triều tiên bị bưng bít rất nghiêm ngặt nó là một hộp đen trong hộp đen thật khó mà biết được đầy đủ hết tình hình nhưng hoa kỳ rất coi trọng thông tin tình báo này Kim Jong-un mắc nhiều bệnh mãn tính. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, truyền thông Hàn Quốc tờ Chosun Ilbo có bài viết với tiêu đề Kim Jong-un đang nằm ở bệnh viện. Trong đó nói rằng nếu Kim Jong-un bị bệnh tim, rất có thể đó là nhồi máu cơ tim. Hơn nữa gia đình ông có tiền sử bị nhồi máu cơ tim. Ông nội và cha của Kim Jong Un là Kim Il Sung và Kim Jong In đều qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính ở tuổi 82 và 70. Nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim ở cả ba thế hệ này là do nghiện thuốc lá. Kim Jong Un còn bị béo bụng và huyết áp cao. Bài báo cũng nói rằng nếu như Kim Jong Un bị nhồi máu cơ tim liệu có duy trì được ý thức hay không cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bởi vì nhồi máu cơ tim khiến cho tim có thể bị ngừng đập hoặc rối loạn nhịp tim. Nếu ứng phó được nhanh thì sẽ không gây ra tổn thương não và có thể duy trì ý thức cho bệnh nhân. Nhưng nếu việc điều trị bị chậm trễ và cung cấp oxy không đầy đủ có thể gây rối loạn ý thức. Theo ước tính Kim Jong Un có cân nặng khoảng 130 đến 140 kg và chiều cao khoảng 168 đến 170 cm. Chỉ khổ chỉ số khối cơ thể BMI trên 40 và đang trong tình trạng béo phì cực cao. Đây cũng là nhân tố nguy hiểm cho bệnh tim mạch. Bắc Triều Tiên xuất hiện các động thái bất thường. Tờ Jong Ang Ilbo đưa tin ông Chang Shin seong Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Ngoại giao Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 21 tháng 4 rằng Em gái của Kim Jong Un là Kim Jo Jong, gần đây đã được thăng chức từ bộ trưởng thứ nhất của bộ tuyên truyền lên thứ trưởng thứ nhất của bộ phận tổ chức. Rõ ràng đây là động thái đào tạo người kế nhiệm. Từ địa vị của Kim Jo Jong và tình hình ở Bắc Triều Tiên mà xét, hiện tại bộ nội bộ Triều Tiên thực sự không bình thường, do đó ông Trang cho rằng thông tin Kim Jong Un trải qua phẫu thuật tim mạch rất có thể là sự thật. Ngoài tin tức về phẫu thuật Triều Tiên còn có nhiều dấu hiệu bất thường, ông Trang nói. Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên đã bị hoãn từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 nhưng chủ tịch Kim vẫn không tham dự và ông cũng không tham gia lễ hội mặt trời vào ngày 15 tháng 4. Trước kia chưa từng xảy ra việc ông ấy không chủ trì hội đồng nhân dân tối cao. Ông Trang cũng đề cập đến tình hình Bình Nhưỡng đóng cửa. Ông nói Triều Tiên đã tiến hành phong tỏa hoàn toàn thành phố Bình Nhưỡng vài ngày trước. Các tình huống ở Bình Nhưỡng cho thấy hiện tại thành phố đã đóng cửa, ngừng làm việc, sản xuất, các hoạt động. Liên quan đến những thông tin về sức khỏe nguy kịch của Kim Jong-un, ông Trang nói rằng lập trường chính thức của các quan chức và bộ trưởng chính phủ của Hàn Quốc hiện tại là không có tin tức xác nhận nào. Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng hiện tại chưa xác nhận được tin liên quan và dường như được hiểu từ các cấp độ khác. Ông Trang nhấn mạnh rằng xem xét tình hình hiện tại của Bình Nhưỡng và các khía cạnh quân sự khác cũng như nhiều thông tin khác mà ông được biết Bình Nhưỡng khẳng định có chút bất thường. Bợm lại gặp bợm khi cả thế giới đang hết sức quan tâm và lo lắng cho việc chống đại dịch bởi virus vũ hán gây ra, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng tình trạng đó để tiến hành nhiều hành động truyền thống của mình cho chính sách bành trướng trên Biển Đông. Ngày 2 tháng 4 năm 2020, tàu cá QNZ 90617TS với 8 ngư dân đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Những ngư dân này làm nghề lặn biển, ban ngày làm việc và ban đêm ngủ. Khoảng 3 giờ sáng thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm và bắt lên tàu. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã thông qua quyết định thành lập cái gọi là huyện đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa. Đây là đơn vị hành chính mà Trung Quốc đã ngang nhiên thành lập vào năm 2012 để quản lý Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa cách Bắc Kinh gọi quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Ngày 19 tháng 4 năm 2020, Bộ Dân Chính Trung Quốc tự tiện công bố cái gọi là danh sưng tiêu chuẩn của hàng chục đảo bãi cạn trên Biển Đông, bao gồm những thực thể nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những hành động của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nhằm thực hiện chính sách xâm lược không hề giấu giếm với lãnh thổ Việt Nam ngày càng dồn dập và trắng trợn. Chuyện tàu của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc quấy rối, đâm chìm, bắt người thậm chí là bắn chết trên biển Đông đã là chuyện thường xuyên xảy ra cả chục năm nay. Những vụ việc này liên tục tăng dần theo thời gian cùng với chính sách bành trướng của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng và đặc biệt là vùng biển Đông của Việt Nam. Không chỉ là việc cho hàng vạn tàu đánh cá kiềm lực lượng dân quân biển tràn xuống vùng biển của Việt Nam mà việc quấy rối, phá hại các hoạt động thăm dò dầu khí, can thiệp vào các hợp đồng thăm dò dầu khí của Việt Nam những năm gần đây cũng ngày càng gia tăng. Đặc biệt sau những hành vi đó thì việc nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc tiến hành các hành động thăm dò dầu khí, di chuyển giàn khoan đến thềm lục địa của Việt Nam cũng dần dần tăng cường về tần suất và quy mô. Điều mà người ta thường thấy là những trước những hành động ngày càng ngang ngược của phía Trung Cộng, thể hiện ý chí xâm lược dai dẳng và ngày càng trắng trợn thì phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hầu như chỉ biết im lặng hoặc phản đối lấy lệ, chỉ nhằm để bảo vệ tình hữu nghị, bảo vệ mối quan hệ bốn tốt được thể hiện rằng và bằng 16 chữ vàng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cố bám víu lấy Điều đó đồng nghĩa với việc thống nhất hành động với những thỏa thuận cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng lấy đại cục làm trọng. Đó là cả hai nước vẫn chung nhau một nền tảng là tư tưởng cộng sản và chủ nghĩa quốc tế vô sản làm nòng cốt. Ở đó quy định khi lợi ích dân tộc xung đột lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế thì người cộng sản phải hy sinh lợi ích dân tộc. Có điều việc xung phong hy sinh lợi ích dân tộc được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện triệt để, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì lợi dụng điều này cho chính sách bành trướng của mình. Lần này trước hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc phía Việt Nam không chỉ là hành động như bao lần trước đây là cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng, lên diễn đàn kéo cái băng rè cũ mềm. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa hoặc im thiên thít chỉ để cho hội nghề cá lên tiếng. Trước đây, ngay khi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc dở đủ mọi trò của đám cướp biển trên Biển Đông, người dân khắp nơi yêu cầu đưa vấn đề ra quốc hội thì Nguyễn Phú Trọng lúc đó là chủ tịch quốc hội vẫn ung dung rằng Biển Đông không có gì mới. Nghĩa là vẫn chính sách cướp biển và bành trướng của quân Trung Cộng như cũ và điều đó là bình thường không cần phải bàn cãi. Thế rồi Nguyễn Phú Trọng lại hoan hỉ tự hào rằng nếu có vấn đề gì trên Biển Đông thì làm sao chúng ta có thể ngồi đây để bàn về đại hội đảng. Điều đó có nghĩa là chỉ vì cái đại hội đảng của mình, Nguyễn Phú Trọng đã sẵn sàng hy sinh lợi ích và lãnh thổ của đất nước cho rằng Do vậy, bao nhiêu năm nay, mọi cuộc phản kháng của người dân biểu tình, thị, biểu thị tinh thần yêu nước thì đều bị dập tắt và đàn áp một cách tàn bạo Lần này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn dám gửi văn bản cho phía Trung Quốc phản đối hành vi cướp biển đối với ngư dân và đòi bồi thường. Cũng lần này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gửi công hàm đến Liên hợp quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020 để phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Đó là những hành động khác lạ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đặt cho người dân những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sau khi Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố rất hài hước rằng tàu cá ngư dân Việt Nam đã tự đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc rồi tự chìm. Còn khi Việt Nam gửi công hàm lên Liên hợp quốc về vấn đề biển Đông, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc cũng ngay lập tức gửi công hàm cho Liên hợp quốc về vấn đề này kèm theo đó, công hàm của Phạm Văn Đồng cũng được đưa ra như một chứng cứ về việc chính quyền cộng sản Việt Nam đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Cộng. Chưa cần bàn đến việc đúng sai trong những nội dung mà nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc tuyên bố, ở đây người ta nghe thấy những giọng điệu quen quen. Người dân Việt Nam vốn xưa nay vẫn thường nghe những câu chuyện tương tự Chẳng hạn khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2018, anh Lê Hữu Thạnh, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, điều khiển xe gắn máy chở theo bạn gái trên tỉnh lộ 862 thuộc xã Long Hòa, thị xã Gò Công, thì bị tổ cảnh sát giao thông phát tín hiệu bằng đèn pin dừng lại. Anh Thạnh cho biết cảnh sát giao thông cầm dùi cui bằng ngang đường, dùng dùi cui đánh liên tục vào đầu, mặt và cổ tôi. Khi tôi ngừng xe lại bên đường thấy tôi bị chảy máu nhiều quá thì cảnh sát giao thông không nói gì cả và lập tức bỏ đi. Thế nhưng ngày 14 tháng 10, thượng tá Nguyễn Văn 12 trưởng công an thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang cho biết đã nhận được giải trình từ Đại úy Huỳnh Minh Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông và tổ công tác với nội dung là khi làm nhiệm vụ đã va gậy điều khiển giao thông vào một người điều khiển xe máy, khiến người này gãy xương mũi và xương hàm phải nhập viện điều trị. Chẳng hạn ngày 23 tháng 9 năm 2016, nhà báo Quang Thế, khi thất nghiệp đã bị công an Hà Nội đánh cho tè tua, sưng mặt và vẹo sườn, có đầy đủ video hình ảnh thế nhưng Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thì cho rằng đó không phải hành động đánh nhà báo mà do cảnh sát giơ chân hơi cao và gạt tay chúng má nên nhà báo phải vào viện. Sau màn phát biểu hài hước đầy thành tích này, ông Ngọc được phong hàm cấp tướng và lên làm thứ trưởng Bộ Công an. Việc nhà cầm quyền Trung Cộng trưng ra cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký ngày 15 tháng 8 năm 1958 công nhận tuyên bố của Trung Quốc về lãnh hải. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cứng họng và lấp liếm không hề nhắc đến trên phương tiện báo chí. Bởi đây là một bằng chứng bán nước rõ ràng của chính phủ Hồ Chí Minh. Điều này làm người ta nhớ lại vụ nhà cầm quyền Hà Nội cướp đất của giáo sứ Thái Hà và Tòa khâm sứ của tòa Tổng giám mục Hà Nội cách đây hơn chục năm khi nhà cầm quyền tổ chức cái gọi là đối thoại. Phía nhà thờ đã đưa ra đầy đủ giấy tờ bằng chứng chứng minh tài sản này đã được mua bán hợp pháp trước khi cộng sản có mặt và từ đó chưa hề có một chính sách chiếm hữu, cướp đoạt, thuê mượn nào từ phía nhà nước thì ngược lại nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa ra các chứng cứ mà họ cho rằng có từ năm 1961. Tuy nhiên khi người ta xem các giấy tờ đó thì nó được chế tạo bằng phong chữ của máy tính thời hiện đại. Ngay trong cuộc họp đó thì khi bị vạch trần, Vũ Hồng Khanh đã không ngần ngại dặn cấp dưới công khai trước mặt mọi người. Những cái gì không có lợi thì cắt đi. Khi bị công luận và nhà thờ bác bỏ nhà công quyền Cộng sản Hà Nội dở bài cùn bằng bạo lực để cướp bằng được những khu đất này bằng chó và cảnh sát. Đã hơn chục năm trôi qua, những mánh lới đó đã được diễn đi diễn lại trên khắp nước này khi mà nhà cầm quyền cộng sản cướp đất đai của dân, của tôn giáo và bất cứ ai sở hữu những khu đất có thể bán ra tiền bạc. Những hành động đó sử dụng bạo lực luật rừng để chiếm cướp tài sản của người khác khi bất chấp lý lẽ đã thể hiện một tư duy của người cộng sản lấy cướp làm đầu, lấy thế mạnh của bạo lực để hà hiếp kẻ yếu. Hành của nhà cộng quyền cộng sản Trung Quốc hôm nay trên biển Đông có thể khó hiểu với tất cả nhiều người khi mà một quốc gia một đất nước tự xưng là chính nghĩa là hùng mạnh lại dùng những món võ bẩn trong việc chiếm cướp bất chấp lý lẽ. Nhưng với người cộng sản và những người đã quan tâm đến tình hình chính trị của Việt Nam thời gian qua thì chẳng có gì là lạ. Đó chỉ là câu chuyện bợm lại gặp bợm trong kho tàng câu chuyện dân gian của Việt Nam. Nỗi lo từ cuộc cãi vã về tuyên bố của ông Phạm Văn Đông. Thời gian vừa qua, Biển Đông liên tục dậy sóng bởi các hành động hung hăng nối tiếp hung hăng của Trung Cộng. Trung Cộng vẫn đang thể hiện là một tay chơi kiên nhẫn và đầy mưu mẹo. Những vấn đề nội bộ của Trung Cộng cũng nóng bỏng khi quốc gia này đang đối mặt với những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội từ trong nước đến ngoài nước. Trong bối cảnh đó, tung ra vài chiêu tại Biển Đông là dư luận cả thế giới im bặt vì đã dồn hết chú ý vào đó. Sự kháng cự của các nước ASEAN có lúc tưởng chừng như vô vọng nhưng lại được bơm bởi một số tuyên bố khích lệ từ các cường quốc, nhất là Hoa Kỳ. Dư luận Việt Nam đang nức lòng khi lần đầu tiên được thấy tận mắt các công hàm của phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc phản đối các lập luận của Trung Cộng. Tuy nhiên, niềm hưng phấn ấy không giữ được lâu. Ngày 17 tháng 4 năm 2020 Trung Cộng tung một công hàm nhiều ý nghĩa khác nhau cho Việt Nam. Một số chuyên gia lo lắng khi nhận được tín hiệu đe dọa sử dụng vũ lực từ Trung Cộng. Ngoài ra, cũng có chuyên gia nhận thấy rằng công hàm trong công hàm này, Trung Cộng lại tiếp tục đưa ra một cái áo mới là tứ sa trồng lên cái áo cũ đường lưỡi bò cho lập luận hòng chiếm cả Biển Đông của Trung Cộng. Nhưng dư luận Việt Nam dừng dưng trước điều đó mà tất cả lại đổ dồn về một vấn đề khác đó là việc Trung Cộng lại tiếp tục khơi lại luận điểm Việt Nam đã chính thức công nhận chủ quyền của Trung Cộng tại Tây Sa, tức Hoàng Sa và Nam Sa, tức Trường Sa thông qua cái mà Trung Cộng gọi là công hàm năm 1958 do ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam khi đó ký tên trực tiếp. Những tranh luận ồn ào về văn bản này được dịp bùng lên và nhanh như mọi cuộc tranh luận khác, cuộc tranh luận đã nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã là cãi vã bởi vì chẳng ai muốn nghe ai, chẳng ai đếm xỉa đến lập luận của ai mà chỉ cố gắng tìm cách thể hiện và áp chế quan điểm của riêng mình. Còn ai nghe hay không, đó là mặc kệ. Cãi vã đầu tiên là liên quan đến tên gọi của văn bản này. Phía Trung Cộng gọi nó là công hàm. Và phía Việt Nam thì gọi đó là công hàm ngoại giao. Phía đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trong đó có một số văn bản gửi cho Liên Hợp Quốc gọi đó là thư. Một số người khác gọi đó là công thư, hàm ý là một thư của chính phủ khác với thư của cá nhân. Cái vã thứ hai và nhiều nhất là việc nội dung văn bản này rõ ràng buộc Việt Nam như phía Trung Quốc tuyên bố đã cấu thành sự công nhận chính thức của phía Việt Nam với chủ quyền của Trung Cộng trên hai quần đảo này một số học giả Việt Nam ở trong nước và hải ngoại ra sức phân tích rằng văn bản này không hẳn đã khiến cho Việt Nam thua trắng nếu ra tả tòa án quốc tế phân sự. Tuy vậy cuộc cãi vã vẫn bùng lên và chưa đến hồi lắng dịu. Trong bài này tác giả không tập trung vào phân tích tính pháp lý của văn bản vì nhiều người đã từng trình bày và ngay trong nhiều văn bản chính thức của Phái đoàn Thường trực Việt Nam gửi lên Liên Hợp Quốc cũng thể hiện những nội dung đó rồi. Một số luật gia trẻ tuổi thấy bùng lên cơ hội muốn thể hiện khả năng bản thân thông qua việc phản biện và phê phán các lập luận trước đã đưa ra để chấn an công luận. Một số nhà nghiên cứu khác cũng lên tiếng chê bài ông Phạm Văn Đông, ý muốn nói rằng đáng đời thằng bắn nước. Cá biệt, có nhà nghiên cứu còn cho rằng tất cả những lập luận bảo vệ Việt Nam như vậy, ông ta có đã thấy trước và chỉ có cách theo lập luận của ông ta mà thôi. Điều rất ngạc nhiên của người viết khi chứng kiến cuộc cãi vã kinh kinh khiếp này cũng sẽ có người nói rằng với tinh thần khoa học thì phải mổ xẻ điểm yếu, điểm mạnh của mỗi bên để có được những sức mạnh pháp lý cần thiết. Thế nhưng, nếu nói về khoa học có mấy người nào chịu khó đọc tất cả các lập luận của các bên để đưa ra một cái nhìn khách quan, nhiều chiều nhưng phải đặt được đặt trên tổng thể các một luật, luật đó. Xin nhắc rằng lập luận về chủ quyền của mỗi bên đều là một tập hợp nhiều luận điểm khác nhau được hỗ trợ bởi nhiều luận cứ và các bằng chứng lịch sử pháp lý. Thế nhưng dường như dư luận Việt Nam kể cả một số người được cho là nhà nghiên cứu vẫn chỉ nhìn vào một luận điểm duy nhất với tuyên bố của ông Phạm Văn Đông. Vậy thì điều đó có thực sự đã có cái nhìn khoa học. Nếu chỉ nhìn vào một phần mà không nhìn vào tổng thể thì có khác gì? Thầy bói mù sờ voi. Vậy thì làm sao mà đã có thể khẳng định được mạnh yếu trong lập luận của mỗi bên. Cuộc cãi vã này nếu chấm dứt thì kẻ thắng duy nhất là Trung Cộng. Chỉ một đòn, đàn chỉ thần công này thôi đã hạ gục bao nhiêu sự hạ hê của dư luận Việt Nam chỉ với được hân hoàn vài ngày trước đó. Nếu các luật gia nhà nghiên cứu người Việt Nam đang ra sức cãi vã trên Facebook Chịu khó tìm hiểu kỹ thì tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng chỉ là một trong vài tuyên bố gây ra một vài sự bất lợi cho phía Việt Nam mà thôi. Tôi ví dụ nhé, còn tuyên bố của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm 1953 tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam năm 1965. Thế nhưng Trung Cộng thích nhất và hay xài nhất chính là tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng. Cho dù tuyên bố này mù mờ hơn rất nhiều và chưa chắc chắn đã có pháp lý mạnh hơn so với tuyên bố của ông Ung Văn Khiêm và của ông Bộ Ngoại giao năm 1965. Vấn đề cần phải nói trong câu chuyện Biển Đông hôm nay không chỉ là chủ quyền của ai, cái mà Việt Nam có nhiều bằng chứng chủ quyền nhất là Hoàng Sa thì giờ Trung Cộng đã nắm chọn. Lấy lại Hoàng Sa trước một Trung Cộng đầy xảo quyệt và dân manh thì chỉ có thể sử dụng gươm súng. Vì thế vẫn còn là một tương lai xa vời vợi. Cho dù chúng ta vẫn biết rằng chỉ còn một phần trăm hy vọng chúng ta vẫn phải luôn kiên trì đeo đuổi. Về Trường Sa thì Việt Nam thông tin chính thức cho biết là đang nắm giữ 21 thực thể, trong đó có 9 đảo nổi, 12 đảo chìm, tổng cộng là 33 điểm đóng quân. Trong vấn đề chủ quyền tại Trường Sa thì giả dụ nếu điều tệ hại nhất xảy ra là tất cả các lập luận chủ quyền của Việt Nam bị vô hiệu thì theo nguyên tắc chiếm hữu theo thời hiệu trong luật quốc tế được lại trong án lệ Petra Prenka năm 2008 thì ai đang giữ cái gì thì sẽ được tiếp tục giữ cái đó như tòa án công lý quốc tế ICG đã phán xử trong vụ Petra Prenka. Cho dù Malaysia kế thừa chủ quyền từ tiểu vương Johor đã thực thi chủ quyền sớm nhất trên Petra Prenka, tuy nhiên vì Singapore đang chiếm hữu nó trong thực thể chiếm hữu bằng biện pháp hòa bình, nên Singapore được ICG trao quyền tiếp tục sở hữu Vera Brenka. Với tình hình hiện nay, Việt Nam giữ lại những gì mình đang có đã là đầy khó khăn, chứ giấc mơ lấy lại những gì đã mất, thu hồi lại Hoàng Sa và toàn bộ Trường Sa sẽ là câu chuyện của một tương lai xa vời. Điều cấp bách đáng nói hơn cả là vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa ở đây là việc Trung Quốc đang xâm chiếm gần hết vùng biển của Việt Nam, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa là những vùng biển mà Việt Nam đương nhiên có quyền hưởng trong việc thực hiện quyền chủ quyền, quyền tài phán tại các vùng biển này. Các tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, băng cháy các loại hải sản, các tuyến vận tải biển trên các vùng này phải thuộc về Việt Nam. Thế nhưng mọi người đang thấy đó Trung Quốc ngày trước vẽ ra tấm áo dơ giấy là đường lưỡi bò Bây giờ lại khoác lên tấm áo tứ sa hòng che đậy cho dã tâm chiếm đoạt các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của các quốc gia khác Tuy nhiên Vấn đề vùng biển này lại nằm trong quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc gọi tắt tiếng Anh là UNCLOS. Và nhờ có UNCLOS Việt Nam mới có lý do để đòi hỏi các vùng biển của chúng ta, chứ nếu không chắc chúng ta có khi đã trở thành nước không có biển như anh bạn Lào vậy. Vì thế nếu giấc mơ nghiên cứu biển Đông với những vấn đề thực sự ảnh hưởng tới tương lai của đất nước thì có bao nhiêu việc phải làm, phải nghiên cứu. Người viết luôn ủng hộ các tranh luận khoa học để tìm ra các luận điểm mới bảo vệ đất nước, nhưng cần nghiên cứu và tìm hiểu một cách thật sự khoa học tránh rơi vào cuộc cãi vã triền miên không có lối thoát và trong lúc chúng ta đang cãi vã thì kẻ thù đang từ từ gặm nhấm biển của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.